Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến. Giá phân bón tăng cao, người dân gặp khó khăn. Đẩy mạnh phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xã Đức Hợp học tập và làm theo Bác bằng việc làm thiết thực. Công an phường Hiến Nam xây dựng mô hình an ninh trật tự và văn minh đô thị. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công văn số 225 thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn về triển khai dịch vụ công trực tuyến yêu cầu đến hết năm 2022. Theo đó, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và cấp xã hoàn thành mục tiêu đạt tỷ lệ 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến, 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến. Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước cần phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo công chức viên chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa hướng dẫn người dân và doanh nghiệp đăng ký tạo tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính, phấn đấu tiến tới nộp hồ sơ trực tuyến đạt 100% đối với các thủ tục mức độ 3-4, công khai niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết, ưu tiên các nguồn lực về con người, chủ động bố trí đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công nghệ thông tin, tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ công tác đề án 06, tổ công nghệ số cộng đồng tại cấp huyện, cấp xã, các sở ngành khẩn trương hoàn thành quy trình giải quyết thủ tục hành chính để áp dụng trên cổng dịch vụ công tỉnh. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, các tổ chức xúc tiến đầu tư thực hiện đồng bộ các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận được 9 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1.000 tỷ đồng và 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư đăng ký 37,6 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh tăng vốn cho 19 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 156 triệu đô la Mỹ và 702 tỷ đồng. Đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu công nghiệp là 494 dự án, gồm 270 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 224 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 5 tỷ đô la Mỹ và 30.000 tỷ đồng. Hiện là thời điểm nông dân các địa phương đang tập trung cho gieo cấy và chăm sóc cây ăn quả. Tuy nhiên, giá các loại vật tư nông nghiệp trong đó có giá phân bón tăng cao, thậm chí tăng gấp 2 lần so với thời điểm đầu năm 2021, đã khiến cho sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn. Vào thời điểm này của những năm trước, mỗi ngày đại lý phân bón này bán được 15 triệu tiền hàng, thì nay dù vào thời điểm chính vụ kinh doanh nhưng vẫn vắng khách. Mỗi ngày chỉ bán được từ 5 đến 6 triệu đồng. Nguyên nhân là do giá phân bón tăng cao, sức mua giảm mạnh. Như tầm này thì chúng tôi phải xuất đầy kho để bán cung cấp cho bà con nông dân. Nhưng năm nay thì chúng tôi không dám lấy nhiều, giá cả nó cao quá nên bà con không đầu tư. Sức mua của bà con không bằng một nửa năm ngoái. Cân nhắc để mua phân bón cho cây trồng, nhưng bà Dương Thị Lục lại đắn đo và chỉ quyết định mua vài cân một. Bởi theo bà, chưa bao giờ giá phân lại tăng cao như thời điểm này. Nếu như trước đây giá đạm chỉ khoảng 8.000 đồng một kg thì nay lên 18.000 đồng một kg. Chi phí đầu vào tăng cao trong khi giá bán sản phẩm sau thu hoạch không tăng khiến bà không khỏi lo lắng. Gia đình tôi là có 4 thảo nhãn, chi phí từ đầu năm đã trên 5 triệu. So với thời điểm chưa tăng giá thì nó phải gấp rưỡi. Cho nên là chúng tôi cũng muốn là đề nghị bình ổn cho được cái giá cả cho người nông dân đỡ vất vả. Thời gian qua, giá các loại phân bón liên tục leo thang, trong đó mức tăng cao nhất là NPK, ure. Hiện giá NPK khoảng 1 triệu đồng một bao, ure và kali có giá trên 950.000 đồng một bao, loại 50kg, tăng từ 2 đến 2,5 lần so với thời điểm đầu năm 2021. Không chỉ phân bón, giá thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng. Việc tăng giá vật tư nông nghiệp làm tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng đến thu nhập đời sống của nông dân. Chúng tôi thì cũng rất là lo lắng vì cái giá phân nó quá cao như thế này, nhưng mà chuẩn bị đến thời vụ thì phải lấy tạm một ít. Giá phân tăng lên mà hoa quả thì là rẻ. Nếu như mà ai mà chăm bón tỉa này rồi là phun thuốc, tự mình làm lấy thì còn được một tí. Nếu mà đã mượn người là hết sạch sẽ. Những mặt hàng đầu vào của sản xuất nông nghiệp tăng giá đã khiến cho người nông dân vốn khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua giờ lại gặp khó khăn hơn.
Theo tính toán, chi phí cho phân bón chiếm khoảng 40% giá đầu vào của sản xuất nông nghiệp nên giá tăng cao, tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nông nghiệp. Khắc phục tình trạng trên, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con nông dân giảm dần sử dụng phân hóa học, tăng tỷ lệ sử dụng từ chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp. Đây cũng là cách hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Hưng Yên ra quân truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Lễ ra quân được tổ chức trực tuyến tới 9 điểm cầu tại các huyện thị xã trong tỉnh. Qua đây nhằm tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với công tác an sinh xã hội toàn dân, đồng thời giúp người dân hiểu được tầm quan trọng cũng như lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đầy đủ theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng, góp phần ổn định cuộc sống khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe và chế độ tử tuất, được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng cho các thành viên cùng tham gia. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và được nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng về già sẽ được hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế và tử tuất. Với ý nghĩa nhân văn và lợi ích thiết thực đó, bảo hiểm xã hội tự nguyện đang dần trở thành sự lựa chọn tối ưu đối với nhiều người lao động tự do trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Anh Hoàng Văn Của mở cửa hàng sửa chữa xe máy, xe đạp tại nhà, có thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng một tháng, nhưng phải cho con ăn học nên cũng không tích cóp được bao nhiêu. Được nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế xã tuyên truyền, anh Của đã trích một phần thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện anh đang lựa chọn tham gia với mức lương là 2 triệu đồng, tức mỗi tháng phải đóng 440.000 đồng, nhưng được nhà nước hỗ trợ 10% nên chỉ phải đóng 407.000 đồng. Mình lao động tự do, tìm hiểu về cái chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, mình thấy nó cũng rất là có nhiều lợi ích. Hết tuổi lao động mình được hưởng cái lương hưu, không để làm phiền cho con cháu, thì là mình cũng muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người thuộc hộ nghèo sẽ được nhà nước hỗ trợ là 30%, mức đóng hộ cận nghèo được hỗ trợ 25%, các đối tượng khác được hỗ trợ 10%. Đóng đủ 20 năm sẽ được hưởng chế độ hưu trí, có thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh. Tính đến hết tháng 6 năm nay, tỉnh Hưng Yên đã có gần 14.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng trên 3.000 người so với cùng kỳ năm 2021, đã có trên 1.000 người được lĩnh lương hưu. Nhà nước là rất là quan tâm đến chúng tôi và hỗ trợ cho chúng tôi được đóng bảo hiểm tự nguyện. Mình có đồng lương, được đi chợ ra vào mua bán thức ăn, sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, hiện mới chỉ đạt 55% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Nguyên nhân là do, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng một người trên tháng lên 1.500.000 đồng một người trên tháng. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu cũng tăng theo. Mặt khác, nhiều người chưa hiểu rõ về bảo hiểm xã hội hoặc nhầm lẫn chính sách này với các loại hình bảo hiểm thương mại khác nên còn đắn đo, băn khoăn chưa tham gia. Đối với lại bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, cái mức đóng nó cao. Tuy nhiên là cái hỗ trợ của nhà nước cũng lại cao lên theo, và đặc biệt là cái quyền lợi hưởng cái chế độ sau này thì nó cũng cao theo cái độ tăng đó. Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với cả cấp xã phường, hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền để làm nào người dân hiểu được cái việc này. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân được hưởng lợi lúc về già, giảm bớt nỗi lo gánh nặng về kinh tế, được cấp thẻ bảo hiểm y tế để san sẻ một phần tài chính khi ốm đau bệnh tật. Vì vậy, việc người dân tham gia loại hình này cũng chính là đảm bảo các điều kiện an sinh cho mình trong tương lai. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Học, huyện Kim Động đã triển khai nhiều phong trào thi đua, mô hình mới, cách làm hay tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và tạo lan tỏa mạnh mẽ những ý nghĩa, giá trị to lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ hôm nay. Từ năm 2021 đến nay, gia đình ông Doanh ở thôn Đức Quang có 3 người thân qua đời. Thay vì tổ chức ma chay theo phong tục truyền thống, gia đình đã tổ chức đám tang theo hình thức gọn nhẹ, tiết kiệm, không ăn uống, không càn trống, khóc thuê và đều thực hiện hỏa táng. Không chỉ gia đình ông Quang mà việc làm này
đã được thực hiện ở toàn xã Đức Hợp từ 10 năm nay. Trước khi kia là các đám tang là thường là ăn linh đỉnh mấy ngày liền, nó rất là tốn kém. Thế nhưng mà từ khi mà quán triệt ở thôn tôi là chỉ có nội bộ trong con cháu trong nhà thôi, thì tôi thấy là cái đó là nó rất là thiết thực. Đây là buổi sinh hoạt chi bộ, bình xét đảng viên tiêu biểu của tháng và ghi danh vào sổ vàng làm theo lời Bác tại trường mầm non xã Đức Hợp. Thông qua phong trào thi đua học tập và làm theo lời Bác, nhà trường đã tạo thói quen tốt và khuyến khích thi đua, phấn đấu đối với mỗi cán bộ, giáo viên trong trường và từ đó lan tỏa đến từng phòng học, từng nhóm trẻ. Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì đối với trường mầm non không phải là những việc gì là to tát, nhưng thể hiện hàng ngày các cô chăm sóc các con, dạy bảo các con và chăm lo cho các con từng bữa ăn giấc ngủ, truyền cho con những cái tình cảm để gắn bó với quê hương đất nước và đặc biệt là đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Thời gian qua, xã Đức Hợp đã quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ thị số 05 đến từng đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo lời Bác thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động và gắn với các nội dung cụ thể tại địa phương. Qua đó, góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi cộm. 5 năm qua, đã có 32 trên 32 vấn đề nổi cộm được giải quyết, tổ chức 45 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu xã với nhân dân. Cùng với đó, xã cũng là địa phương đi đầu trong thực hiện các phần việc như giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại xử lý rác thải, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức là bình dị, hết sức là gần gũi. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều nhận thức được cái việc họ áp dụng vào được cuộc sống từ những điều rất đơn giản, bình dị. Vì thế nên tất cả mọi phong trào của địa phương, mọi hoạt động của địa phương thì được cán bộ và nhân dân hưởng ứng rất là cao và tạo sức lan tỏa rất là lớn. Sức lan tỏa của việc học tập và làm theo Bác đã để lại những kết quả rõ nét trong thời gian qua ở Đức Hợp, là tiền đề quan trọng giúp địa phương tiếp tục nhân rộng và phát huy các mô hình mới, cách làm sáng tạo, sớm về đích xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phấn đấu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Đa Phúc, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, chú trọng đến giữ gìn nét văn hóa làng quê và làm đẹp cảnh quan môi trường, có phần đưa nơi đây trở thành một miền quê đáng sống. Năm 2021, thôn ấp Đa Phúc vận động nguồn xã hội hóa từ nhân dân, doanh nghiệp được gần 4 tỷ đồng để xây mới cổng làng và nhà văn hóa thôn, tạo điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng rãi, thuận lợi. Từ khi có nhà văn hóa mới, phong trào văn nghệ phát triển sôi nổi với hai đội văn nghệ của hội phụ nữ và hội người cao tuổi, gìn giữ nét văn hóa làng quê, quan tâm cải thiện môi trường sống chính là tiền đề giúp người dân thôn ấp Đa Phúc thêm yêu đồng đất quê hương, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất bằng nghề trồng quất cảnh truyền thống. Nhờ đó đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Đây là một trong số ít địa phương 5 năm liền không có hộ nghèo. Thôn ấp Đa Phúc là thôn thứ 2 của xã Tân Tiến đạt các tiêu chí của khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Của làng từ xưa đến nay đã có từ lâu rồi, thì chúng tôi muốn xây dựng lại để sau này cho các con cháu được biết được là cái đấy là cái kỷ niệm, cái lịch sử của cái giếng chúng tôi từ ngày xưa đến giờ. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, thời gian qua các địa phương tại huyện Ân Thi tăng cường công tác quản lý đất đai, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh mới trên đất nông nghiệp. Năm 2021, toàn huyện để xảy ra 32 trường hợp phát sinh vi phạm trên đất nông nghiệp, trong đó đã giải tỏa dứt điểm 24 trường hợp. Xác định quản lý đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính cấp thiết, các địa phương đã có chỉ đạo quyết liệt, trong đó có việc phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm mới. So với cùng kỳ năm ngoái, số trường hợp vi phạm mới giảm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện có 8 trường hợp phát sinh vi phạm đất đai, vi phạm chủ yếu vượt đất, lấn chiếm đất công ích của Ủy ban Nhân dân xã quản lý và xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp, gồm các xã Bắc Sơn 1 trường hợp, Tân Phúc 1 trường hợp, Đào Dương 2 trường hợp, Cẩm Ninh 1 trường hợp và xã Hồng Vân 3 trường hợp. Các xã ngay khi phát hiện vi phạm đã kịp thời ngăn chặn, xử lý, giải quyết dứt điểm vi phạm phát sinh mới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45 có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8. Theo đó, quy định hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt và không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm,
chất thải rắn sinh hoạt khác có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng nếu vứt thải bỏ đầu mẩu tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu vứt thải bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng. Phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng nếu vứt thải bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước, đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố, đốt ngoài trời phụ phẩm từ cây trồng, ví dụ như rơm rạ, cạnh khu vực dân cư, sân bay, các tuyến giao thông chính sẽ bị phạt tiền từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng thí điểm điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, thời gian qua Công an phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu này và đã mang lại hiệu quả tích cực. Công an phường Hiến Nam trước đây mỗi ngày có tới cả 100 lượt công dân đến liên hệ giải quyết công việc, tập trung dốc sức bắt đầu từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhưng nay trung bình chỉ còn vài chục lượt, thậm chí công dân chỉ đến để lấy kết quả trong vài phút. Đây là kết quả của việc triển khai dịch vụ trực tuyến. Thông qua số điện thoại hoặc Zalo của công an phường, người dân ngồi tại nhà sẽ được hướng dẫn giải thích hoặc đăng ký các thủ tục. Khi mà bác có thực hiện cái thủ tục gì liên quan đến cư trú thì bác chỉ cần ngồi ở nhà, dùng điện thoại thông minh hoặc là máy tính của mình và truy cập vào trang dịch vụ công quốc gia về dân cư. Và tại đấy thì bác thực hiện các thủ tục mà mình muốn. Và sau đó thì bác theo dõi thông tin để xử lý hồ sơ và kết quả và ngày hẹn nhận kết quả. Thì sau đó đến ngày hẹn thì bác sẽ đến cơ quan công an phường, chúng tôi sẽ trả kết quả cho bác. Thì bác sẽ không phải mất thời gian đi lại để thực hiện các thủ tục nữa. Hôm nay tôi lên đây là tôi xin cái tạm trú. Được anh hướng dẫn là dễ hiểu mà nhanh gọn, trong vòng 5 phút là xong. Làm tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo để họ thực sự cảm thấy yên tâm, công an phường đã triển khai luôn nâng cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ chiến sĩ gần dân, sát dân, trọng dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ, đồng thời tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia, nhờ đó xây dựng phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về trật tự an toàn xã hội. Từ cán bộ đến chiến sĩ công an phường nhiệt huyết với công việc, nhiệt tình tận tụy với trong công việc, giúp đỡ nhân dân, hòa nhã đối với nhân dân, rất gần dân. Còn đối với các đồng chí phụ trách khu vực thì phải nói đồng chí cũng đi từng ngõ gõ từng nhà, nắm bắt tình hình. Có khi là nhà ông này, có khi hôm nay có dỗ đồng chí còn nắm được. Có khi đồng chí xuống là lai người dân đi đến tận nơi, đến cơ sở để hướng dẫn, để giúp đỡ cho người dân, người ta làm cái căn cước. Sau 6 tháng triển khai mô hình, công an phường Hiến Nam đã cơ bản thực hiện tốt 22 tiêu chí của phường kiểu mẫu. Nổi bật như công tác cải cách hành chính, có tới 80% hồ sơ được trả trước hẹn, tiếp nhận, xử lý, tin tố giác, bắt 3 đối tượng về ma túy, vận động 1 đối tượng truy nã ra đầu thú, xây dựng 3 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Công an phường Hiến Nam sẽ tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cho mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật để không hình thành các băng ổ nhóm tội phạm phức tạp trên địa bàn, tiếp tục phát huy và duy trì được hoàn thành tốt xuất sắc cái nhiệm vụ xây dựng phường Hiến Nam thành phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Hội đồng hương Phù Cừ và Hội thầy thuốc Phù Cừ tại Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức thăm, khám bệnh, tặng quà và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, các lão thành cách mạng và những người có công với đất nước trên địa bàn huyện. Trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 7, Hội đã thăm khám, tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 400 người, các mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, thương bệnh binh có sức khỏe yếu thì hội bố trí cử bác sĩ xuống thăm khám tại nhà. Ngoài được khám bệnh và phát thuốc miễn phí, mỗi người còn được nhận một phần quà do lãnh đạo Hội đồng hương Phù Cừ trao tặng. Kinh phí cho hoạt động này do sự đóng góp của các thành viên trong hội với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Chương trình thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.